Bây giờ lượt trận thứ hai của T5. Đội bạn cũng khá chắc đây. Vào 1-0, 8-1. Hai trận đều thấy các kết quả có điểm số trên mình các bạn. Đội đầu tiên là với 7 triệu điểm. Đội này thì có hơn 1 triệu điểm thôi. Wow. Quá nguy hiểm. Thật sự là mình không tự tin lắm khi không có Hà Lan ở hàng tiền đạo. Wow, không ngờ luôn các bạn ơi. Người vừa ghi bàn là Ronaldo. Mình vừa định nói là không tự tin lắm với Ronaldo ở hàng tiền đạo cấm. Tuy nhiên anh đã vừa ghi bàn. Bất ngờ. Bất đai. Thì bảo là Ronaldo mất đà rồi. Koulibaly chạy bóng lên. Và bây giờ vẫn là Ronaldo. Được rồi. Ronaldo đã quyết định đẩy bóng lên ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ronaldo sút phạt, sút xa cực căng các bạn. Bây giờ là Ronaldo sẽ thực hiện quả sút phạt. Đánh đầu hay quá. Và phối hợp giữa Ronaldo và De Bruyne quá dứt khoát các bạn. 2-0 rồi. Đây có vẻ như là may mắn đang đến với đội mình. Tuy nhiên cũng không nói trước được gì các bạn, vì hiệp đấu chỉ mới diễn ra được 30 phút. Tuy nhiên có thể nói là mình có thể đang kiểm soát thế trận. Bên đây con này bóng cao lên. Ronaldo thành Alisson. Mất bóng rồi. 3-0 rồi. Đội bạn đã bỏ của chạy lấy người rồi các bạn ơi. Vâng. Với 3 bàn thắng thì đội bạn bỏ của chạy lấy người là điều tất nhiên. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng đầu tiên. Và phá 7 việt quỷ. Quá đẹp của Ronaldo. Pha bóng thứ hai, nếu không có sự sắc Alisson đã có bàn thắng thứ hai. Và ở pha bóng thứ ba thì De Bruyne đã chiến thắng thủ thành. Và ở pha bóng thứ tư, thủ thành của đội bạn đã phạm sai lầm khi để bóng rơi vào chân của Ronaldo. Và việc anh dứt điểm ghi bàn đó đều quá dễ dàng. Đây, mình đã có được một trận thắng và một trận hòa. Hai lượt ra quân ở T5.